Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2017, bão số 12 trút những trận mưa kinh hoàng cùng với tình trạng sạt lở chưa từng thấy ở Nam Trà My, làm ông Tân thôn 2 xã Trà Vân gặp đại nạn và tan hoang trong chốc lát. Sự hoang mang đau đớn phủ kín ngôi làng bé nhỏ này. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, hơn 20 cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự huyện cùng với công an huyện không ngại hiểm nguy gian khó, băng rừng gần một ngày đường tiếp cận hiện trường để cứu nạn đồng bào. Mưa vẫn nặng hạt, hàng trăm ngàn mét khối đất đá sạt xuống chôn vùi nhà cửa và 4 sinh mệnh đáng thương. Đã có 2 người được dân làng tìm thấy và đưa đi chôn cất, còn lại 2 bé trai vẫn đang nằm dưới đống đất khổng lồ. Đau chung nỗi đau với dân làng, những người lính bộ đội Cụ Hồ tất bật đào bới, mong sớm được tìm thấy 2 sinh mệnh đáng thương. Họ cùng với dân làng dùng mọi thứ có thể để tìm kiếm cứu nạn. Tiếng khóc thương thảm thiết của những người mẹ bị mất con vẫn không ngớt. Thi thể 2 bé trai bị vùi lấp để tìm được, nhưng trên khuôn mặt của người lính chỉ là những ánh nhìn đau xót, nhói tim không cách nên lời. Bão lũ đi qua, dân làng cả thôn 2 xã Trà Vân đang sống cảnh màn trời chiếu đất và nơm nớp nỗi lo sạt núi. Hiếu với dân là nhiệm vụ thứ hai mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cho bộ đội về trọng trách của mình sau nhiệm vụ đầu tiên là trung với đảng. Khắc ghi lời dạy đó, cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện lại cõng ba lô vào cùng ăn cùng ở giúp dân làng thôn 2 xã Trà Vân dựng lại cuộc sống sau thiên tai. Về trước mắt, lực lượng vũ trang huyện tổ chức dựng tạm lán trại tại khe chữ để bà con lánh nạn. Cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng quân sự xã dự bị đồng viên đã gấp rút dựng lều bạt để bà con có nơi tránh mưa, sinh hoạt sau thiên tai. Về chiến lược lâu dài, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện lập doanh trại tạm tại địa bàn, phối hợp với các lực lượng bộ đội sư đoàn 315, quân khu 5, trung đoàn 885, bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tổ chức sang nền đất vận chuyển sườn nhà đến lập làng mới tại cánh đồng khe chữ. Sự kích trở về giao thông cộng thêm thời tiết rét đến thấu xương, nhưng với trọng trách to lớn của người lính bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn biết tự khắc phục khó khăn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất. Hơn 100 hộ gia đình đã được chuyển sườn nhà dựng lại tổ ấm mới. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng, ngôi làng mới khe chữ khang trang sạch sẽ, an toàn trước thiên tai đã được mọc lên trong niềm vui sướng của nhân dân. Đây thực sự là đợt di dân lớn nhất Nam Trà My từ xưa tới nay. Trong môn vàn dân năng đó, nếu không có sức lính, chắc chắn khó mà thực hiện nổi. Từ ngày làng khai chữ mọc lên, cuộc sống bà con đã ổn định. Tiếng cười của trẻ thơ đã trở lại sau những mất mát đau thương. Cuộc sống đã hé nở những mầm xanh tươi mới. Ít ai nghĩ rằng trong môn vàn gian khó, thời gian gấp rút, thời tiết cực đoan, nhưng cuộc sống bà con được ổn định nhanh đến vậy. Trong tâm thức, dân làng luôn có hình ảnh thân thương yêu mến dành cho người lính bộ đội, vì họ đã không quản ngại hiểm nguy gian khổ để thực hiện chữ hiếu với dân theo đúng lời Bác Hồ đã dạy. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai, đã quyết định hiến tặng gần 600 mét vuông đất sản xuất của gia đình tại xã Trà Căn để giúp trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở nơi đây xây dựng hạ tầng giáo dục sớm về đích theo lộ trình trường chuẩn quốc gia. Hôm nay thầy Nguyễn Khắc Điệp mới có dịp về thăm lại ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Căn mà mình từng làm hiệu trưởng trước đây. Những hàng cây tỏa bóng mát, những dãy ghế đá bên sân trường vẫn còn in đậm bàn tay vuông ván của thầy và đồng nghiệp. Hơn thế, lứa học sinh lớp 8, lớp 9 hôm nay cũng từng được thầy Điệp gieo con chữ, lo từng bữa cơm khi ở nội trú. Còn đối với các thầy cô giáo thì tình cảm đồng nghiệp họ dành cho thầy Điệp vẫn còn ấm áp như lúc xưa. Đầu năm 2017, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Căn nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, diện tích đất khuôn viên không đảm bảo để xây dựng khu làm việc hiệu bộ, nhà công vụ. Nam Trà My lại là huyện nghèo nhất nước, ngân sách hạn hẹp nên việc đền bù giải tỏa gặp khó khăn.
Biết được chuyện này, thầy Điệp bàn với gia đình và quyết định hiến mảnh đất sau trường mà trước đây mua để tăng gia sản xuất khi còn công tác nơi đây. Khỏi phải rườm rà thủ tục, thầy Điệp tự nguyện làm đơn hiến đất và khẳng định, để có trường chuẩn quốc gia cho học sinh, huyện cần bao nhiêu đất của tôi thì cứ lấy, cần 600 mét vuông hay nhiều hơn vẫn được, miễn là đưa vào xây dựng trường học đạt chuẩn cho con em đồng bào có chỗ học khang trang. Thì từ những yêu cầu của nhà trường thì bản thân tôi thì không có gì, thì có những cái diện tích đất sẵn có, yêu cầu nhà trường thì bản thân tôi có thể là tự hiến cho nhà trường, cũng như góp một phần nhỏ của mình để tạo ra cái cảnh quan, điều kiện cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập cho các thầy cô giáo cũng như các học sinh thực hiện công tác giáo dục tại địa phương nơi tôi đã từng công tác. Và mong muốn rằng những đóng góp của tôi thì sẽ góp phần nhỏ nhỏ vào nâng cao cái chất lượng trong nhà trường trong thời gian đến, và làm cho học sinh chúng tôi có một cái điều kiện học tập tốt hơn, để các em tích lũy được nhiều kiến thức hơn, sau này là có kiến thức để áp dụng vào cuộc sống, làm ăn, làm giàu cho bản thân các em, cũng như xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bằng cái lòng nhiệt huyết cũng như bằng cái tâm đối với đơn vị cũ, thì thầy Nguyễn Khắc Điệp đã tự nguyện hiến gần 600 mét vuông đất để mà cho trường, để đảm bảo diện tích cái việc là khuôn viên trường, xây dựng trường chuẩn cũng như xây dựng các hạng mục để mà phục vụ, để mà hướng đến xây dựng trường chuẩn mà đặc biệt là tốt hơn, để mà cho con em đơn vị cũ của thầy Điệp cũng như là nhà trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Con để hướng đến xây dựng trường chuẩn trong cái lộ trình là cuối 2018 đầu 2019. Chuyển công tác về trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Mai được hơn 3 năm, nhưng khi quay về lại nơi này, thầy vẫn có thói quen đi kiểm tra đôn đốc nhắc nhở học sinh từ khâu ăn uống như thế nào cho hợp vệ sinh, rồi đến khu bán trú kiểm tra tình hình chỗ ở của các em như thế nào. Bởi với thầy Điệp tâm niệm rằng học sinh trường nào xã nào cũng là học trò của mình cả. Ngày trước còn công tác nơi đây lo cho các em từng con chữ bữa ăn thấy rất ấm áp. Nay chuyển công tác rồi thì mình hiến lại mảnh đất để các em có điều kiện học tốt hơn thì điều gì hạnh phúc bằng. Với tấm lòng thân thiện, bao dung, yêu thương học trò vùng cao, thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp luôn được dân làng, đồng nghiệp và học sinh thương yêu, quý trọng. Thầy chứng đáng là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đã dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Với các học sinh ở Nam Trà My thì ra sức thi đua rèn đức luyện tài để chứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em Hồ Thị Hiểu, học sinh lớp 7/2, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Giòn, là một trong những học sinh tiêu biểu trong phong trào học tập rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy. Hiểu luôn tích cực tham gia phong trào học tập, phong trào đoàn và sinh hoạt cộng đồng như Hoa Điểm 10, Đôi Bạn Cùng Tiến, Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ, vân vân. Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng Hiểu luôn phấn đấu nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Với em, học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiểu đã đạt thành tích 7 năm liền danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ dừng lại ở đó, em còn là một tấm gương học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy từ chính những công việc hoạt động hàng ngày, thể hiện cụ thể trên hai mặt học tập tốt và tu dưỡng đạo đức trong sáng. Em là học sinh tiêu biểu có kiến thức kỹ năng, khẳng định được bản thân đối với nhiệm vụ học tập rèn luyện. Hàng ngày bố mẹ đều đi làm để kiếm gạo nuôi anh em. Cuối tuần về nhà đi giúp bố mẹ lên rẫy. Ở nhà bố mẹ em không làm được gì để ra tiền nuôi cho anh em. Hàng ngày bố mẹ có lần bố mẹ mắc phải bệnh tật. Em ước mơ sau này em được làm bác sĩ để nuôi cho bố mẹ và em nữa. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Hiểu luôn sống giản dị, trong sáng, trung thực, nên được sự tin yêu giúp đỡ của các thầy cô, được sự yêu mến của bạn bè.
có được những kết quả đạt được trong thời gian qua, đó chính là nhờ sự dạy bảo tận tình của thầy cô giáo, phụ huynh. Nhưng quan trọng nhất đó chính là sự nỗ lực cố gắng của riêng bản thân em trong việc học tập và làm theo lời Bác Hồ từng dạy bảo các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Thì em luôn luôn là những học sinh là biết tìm tòi những cái kiến thức từ khi mà nhà trường xây dựng cái thư viện xanh á, thì hàng ngày ngoài những cái buổi mà đi học ở lớp á, thì em luôn luôn lên trên thư viện và tự mài mò tìm tòi những cái kiến thức ở trong sách, rồi những cái kiến thức mà bổ trợ thêm để mà vươn lên trong học tập. Và luôn luôn là những học sinh là có những cái trong học tập thì em luôn luôn là rất là hăng say trong việc tham gia phát biểu bài và xây dựng bài, cũng như là giúp đỡ các bạn sau khi nhà trường phát động cái phong trào là đâu bạn cùng tiến á, thì em là lần người mà luôn luôn là đăng ký đi đào để giúp đỡ những các bạn học sinh yếu kém để cùng vươn lên học tập khá giỏi như mình. Từ tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy của em Hồ Thị Hiểu đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhà trường, dấy lên phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt của học sinh nơi đây. Với những nỗ lực rèn luyện phấn đấu không ngừng, Hồ Thị Hiểu đã góp thêm tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ thực hiện trọng trách to lớn được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao, đó là đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà cán bộ chiến sĩ công an Nam Trà My còn tham gia giúp đồng bào thoát nghèo bền vững một cách làm hết sức sáng tạo và ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tháng 3 năm 2017, trưởng công an huyện ra quyết định thành lập đội chung kết thoát nghèo của đơn vị với 31 thành viên là cán bộ chiến sĩ. Nhiệm vụ trọng tâm là đến với đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa để tuyên truyền hướng dẫn bà con cách phát triển kinh tế, thay đổi tập quán sản xuất chăn nuôi trồng trọt để tăng thu nhập và tiến đến thoát khỏi đói nghèo bền vững. Ngay sau khi thành lập, đội chung kết thoát nghèo công an Nam Trà My đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ giúp đồng bào bằng những công việc hiệu quả nhất. Với suy nghĩ giúp được một hộ đồng bào thoát khỏi đói nghèo là một cuộc vật lộn với vô vàn gian khó nhưng đầy trách nhiệm phải làm cho bằng được. Các chiến sĩ công an huyện Nam Trà My đã luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân trong cuộc chiến đấu chống đói nghèo, lạc hậu. Từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, đội chung kết thoát nghèo công an Nam Trà My đã giúp các hộ dân làm mới một ngôi nhà kiên cố, san lấp 5 nền nhà, đào 3 ao thả cá nước ngọt, trồng 350 gốc chuối móc, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho hàng trăm hộ gia đình. Đặc biệt đối với các hộ gia đình đăng ký thoát nghèo được huyện giao cho công an Nam Trà My giúp đỡ, đội chung kết thoát nghèo hàng tháng luôn cử lực lượng lên tổ chức hướng dẫn cách vay vốn phát triển chăn nuôi, cách làm ăn hiệu quả để tăng thu nhập gia đình. Không chỉ thế, công an Nam Trà My còn hăng say giúp nhân dân tổ chức các hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có thiên tai bão lũ xảy ra, đặc biệt là tổ chức lực lượng giúp bà con lằn khay chữ xã Trà Vân vận chuyển sườn nhà, dựng lại nhà mới để ổn định cuộc sống. Giờ đây hình ảnh những người chiến sĩ công an nhân dân ngày cuối tuần khoác ba lô lặn lội về từng làng nóc xa xăm ở Nam Trà My để giúp dân xóa đói giảm nghèo như rất đổi quen thuộc với đồng bào Ca Dông Xê Đăng Mơ Nông. Họ trở thành những người con thương mến của dân làng, cùng ăn cùng ở để chia sẻ tri thức giúp mọi người xây dựng cuộc sống ấm no. Cuộc chiến trên mặt trận giúp dân xóa đói giảm nghèo của công an Nam Trà My rồi đây sẽ thắng lợi khi mà tâm thế từng cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng, trách nhiệm luôn được đề cao. Đó chính là cách học tập và thực hiện thiết thực lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.